đứng lên luôn à, đứng lên xoay một vòng mà. Đâu mọi người có thể để cho mọi người xem được không nào? Cho miếng không? Cho em đi. Thôi. Cho miếng, chia mỗi người một chút. Ở Việt Nam có rất là nhiều những cái cơ sở mà sẽ sẵn sàng có những cái dịch vụ làm trắng da để thỏa cái lòng mong muốn được trắng như người phương Tây của người phụ nữ. Đúng, cái đấy thì là nó cũng có hại đấy. Tại vì là khi mà da bị lột cái lớp kia rồi ấy, thì là chắc là cái da bên trong khá yếu, giữ gìn nó khá mệt đúng không em? Nhưng mà xin Mika xin lỗi, Mika hỏi một chút là Mika không hiểu tại sao ở châu Á mình có da tự nhiên màu nâu một chút xíu. Đó là tự nhiên của người châu Á. Nhưng mà tại sao ở châu Á người ta muốn da trắng hơn, trắng hơn, trắng hơn là tại sao? Đây. Cô bé châu Á sẽ trả lời cho chị. Bên Hàn thì tiêu chuẩn đẹp là mắt hay mí, mũi cao và môi không cần phải quá dày nhưng mà nó có một chút gọi là độ dày hơn môi mỏng xíu. Và da phải thật trắng, trắng như ma luôn cũng được. Trắng như tuyết luôn cũng được, là phải trắng thiệt là trắng thì mọi người cho là đẹp. Nhưng mà liệu càng đẹp thì bạn sẽ càng có cơ hội để đổi đời hơn hả? Tại sao mọi người phải muốn đẹp, đẹp, đẹp mà theo đúng cái tiêu chuẩn nào đó đến như vậy? Tại vì thường là chúng ta khi mà ai mà có một cái gì đó quá nhiều, họ sẽ mong muốn một cái gì đó mình không có. Ví dụ như bản thân mình người da vàng thì là bẩm sinh rồi, mình sẽ mong muốn một làn da trắng của châu Âu. Đó là cái tâm lý của tất cả mọi người, cái nói chung. Em hỏi người đẹp vậy. Oh yeah. Cái gì mà Võ Hoàng Yến ấy thiếu mà thích muốn trở thành? Chị Yến không thiếu. Có thiếu, thích ốm nữa. Con người lúc nào cũng kiểu tự ti một phần gì đó và vẫn đúng, muốn hoàn thành, đúng, hoàn thiện đấy. Cho nên là em ngày đêm đi tập gym như một con điên vậy đó anh. Nhưng ốm vậy có khỏe không? Tập gym mới khỏe mà. Ốm là gầy à? Muốn ốm, gầy, ừ, gầy, muốn gầy, một thân gầy, hình ốm nó ấy, bốc lửa hơn. Thì em thì hơi khác xíu, mặc dù em là người châu Á nhưng mà em lại thích cái nét đẹp của bên phương Tây là... ốm thì phải đầy đặn, không, ốm và đầy đặn nó khác với ốm nhôm, ốm nhách nha. Ốm phải đầy đặn, ốm là mình phải có 3 vòng đầy đủ. Rồi ít nhất là cái xương sườn phải lòi lòi ra nhìn nó mới sexy. Không, là mang cá đó. Ừ, cái đó là mình không có, cái này mình mê. Bây giờ anh mới biết là có cái vụ mang cá đấy. Hả? Phụ nữ có mang cá rất sexy nha anh. Có cái hai mang cá hai bên này nè, trụ nhìn sexy lắm. Mà thêm một vòng 1, vòng 3 là thịt thịt luôn nữa là oh my god. Giờ cho nó xin hỏi, nếu mà người phụ nữ ốm như là Võ Hoàng Yến tả, vậy thì đàn ông khi mà yêu các bạn thích yêu một người phụ nữ ốm giống như là Hoàng Yến nói lòi xương không? Hay là các bạn muốn một người phụ nữ như thế nào? Còn đối với CJ thì phải nhiều thịt. Không, okay. Đó, phải yêu. Cho nên là thực sự là hồi mà vợ CJ vừa mới sinh con ra ấy, thì vợ CJ mập lên rất là nhiều. Và đó là thời gian mà mình cảm thấy mình rất là sướng. Mình rất là sướng. Bởi vì mình đi ngủ em ơi, có một cái gấu bom rất là... Nhưng mà liệu rất là... người phụ nữ đó của CJ họ có thích họ mập như thế đấy, không? Nhưng mà vợ CJ ngược lại là không thích. Cho nên đó, là CJ là đưa ra một cái quyết định như thế này. Ok, em có thể gầy đi, nhưng mà vòng 3 này giữ cho anh. Vòng 3 này giữ cho anh. Chúng ta ai cũng có cái tiêu chuẩn về sắc đẹp riêng cho người đối phương và cho chính mình. Nếu mà nói cho chính mình đi, theo các bạn, nếu để thay đổi một điều trên cơ thể thì các bạn sẽ thay đổi điều gì? Bây giờ okay, bắt đầu từ em trước đi. Ok. Thực ra là em là một người đàn ông mà mông rất là to. Mông rất là to. Mông của em rất là bự. Cho mọi người xem, cho mọi người xem mông như thế nào. Mông bắt đầu. Đứng lên luôn à, đứng lên xoay một vòng mà. Đâu mọi người có thể để cho mọi người xem được không nào? Thôi ngại rồi đi, ui dù đi. Ok, mọi người có thể nhìn thấy rất là rõ. Đây là một quả mông rất là bự. Tuy nhiên, đấy là một điều mà CJ cảm thấy CJ muốn thay đổi một chút. Muốn bự hơn. Muốn nó bé hơn một chút xíu, bởi vì mặc quần có lẽ là nó sẽ ok hơn. Nhưng mà em đi tập gym rồi bạn gái nào cũng bảo ôi anh ơi sao anh tập mông to thế. Rất là rồi đi đâu người ta cũng khen, nhưng mà riêng của CJ thì CJ lại muốn nó thon hơn một chút cho nó dễ mặc quần. Rồi. Cho miếng không? Cho em đi. Thôi. Cho miếng, chia mỗi người một chút. Thà cho vợ mình hơn là cho cô gái khác. Mình còn có thêm mà sợ.
Amazing, good job em. Thật ra Phúc có lẽ không thay đổi gì. Phúc rất là tự tin, rất là vừa ý với cơ thể của mình. Mặc dù Phúc không có tóc, nhưng biết rồi vẫn là đẹp trai nhất. Có bộ râu này. Mặc dù Phúc là một người thấp, nhưng vẫn là tự tin, không cân cáo để làm gì. Thấp không sao, Phúc thích cờ của mình, Phúc thích mỡ của mình, Phúc thích... Nào không nói được on TV, ok, không rồi. Thế là Salim, Salim sẽ thay đổi điều gì? Đúng là tóc Salim, Salim có tóc rất là xuân. Tất nhiên không xuân, bằng xuân, là anh chị. Nhưng mà rất xuân và Salim không thích xuân. Và phải dũi không hề ngày. Thích, bởi vì nó nhìn rất trẻ trâu và Salim tính nó giả dạng quá. Thế tóc xuân này có trẻ trâu không? Không, nhiều người bảo là xuân để nó che trâu, ai cũng bảo thế. Nếu mà là nên Salim ép phải nuôi dài, xong rồi ép thẳng, xong rồi nó mới trở thành trong cái hiện tại. Rồi, ghi nhận là Salim muốn tóc thẳng, mặc dù là tóc bẩm sinh là bị xoăn. Đúng rồi. Rồi vì xoăn là theo quan điểm của Salim là trẻ trâu, tóc thẳng này là... Không, nhiều người bảo Salim là trẻ trâu, chứ không phải Salim nghĩ thế. Rồi, okay, chứ không phải là, chứ còn CJ xoăn vô tư vẫn là bình thường, không phải trẻ trâu, đúng không? Bởi vì xoăn quá thì đến mức trở thành độc đáo. Độc đáo. Rồi. Ok, cảm ơn Salim. Nhưng mà, Dustin ơi, Dustin ơi, đây là vấn đề với cuộc trò chuyện này là không đồng. Không phải là không đồng Việt Nam, mà không đồng thế giới. Không có ai vừa ý với bản thân mình. And tất cả người đây là người nổi tiếng and... chúng ta có trách nhiệm để ảnh hưởng nhiều người là hãy vui với bản thân mình. Nếu thật, nếu không có tóc, nếu có tóc xuân không sao đâu. Sorry, CJ không đồng ý với quan điểm này. Trời ơi. Tôi xem gấp ra quy tụ lúc 20:30 thứ 6 hàng tuần trên VTV3.